Hello, xin chào mọi người nha. Đây, Antaxi đã phát hiện ra ở cái gốc cây sầu riêng này có hai con kỳ nhông. Đây, một con ở dưới gốc và một con ở trên trên ngọn. Đây. Đó. Đây nha mọi người. Đó. Mọi người thấy khủng chưa? Đó. Antaxi sẽ tiến hành bắt thử một con thử xem nào nha mọi người. Tôi sẽ di chuyển đằng sau và có thấy đó. Anh thấy gì đó, bắt được rồi. Đây nha mọi người, anh thấy gì đã bắt được, nó một cái dễ dàng. Đằng sau rồi đó, đây một con kỳ nhông được, chúng cũng sắc tương đối đẹp không mọi người. Đây. Đó. Mũ bám lên tay của Antaxi này. Đó. Đây, đó. Antaxi tiếp tục xem có bắt được con kỳ nhông kia đâu mọi người. Mà chắc thôi, Antaxi bắt một con, còn lại một con nếu bắt được hay không bắt được thì đành chịu thôi chứ sao giờ. Đây đây đây, chúng vẫn rất là cảnh giác nha mọi người. Thả tay ra, mọi người thì bỏ thả tay ra, còn mọi người này bỏ thả túi ra đó. Thôi chúng ta thả thôi nha mọi người. Đây đó. Nhông làm duyên mọi người. Đó. Đưa tay lên miệng làm duyên nữa trời. Thật khó quá đi à. Không cắn. Đấy, cầm vậy. Cầm không cẩn thận là nó cắn rồi mọi người. Đó. Thôi, thả nha mọi người. Bắt tiếp con nữa cho mọi người xem nhé. Nhưng mà con đấy xem chắc khó bắt rồi. Thôi quay con này lâu một xíu nhỉ. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Đó. Nó bắt đầu đây con thứ nhất đúng không? Thả này. Đó. Bắt đầu tiếp tục bắt con thứ hai này. Bye bye. Đây nha mọi người. Đó, bắt con thứ hai này. Đó. Đâu có dễ bắt ra đâu. Trông vậy thôi, đó. Đây, thả xuống đâu rồi, biết. Đây nha mọi người. Rồi xong, bye bye.